Vâng, xin chào các anh em yêu âm nhạc trên mọi miền tổ quốc. Nay kênh Trần Hạo này giới thiệu cho anh em một bộ combo, đó là chiếc âm ly Đờ Nông PMA 390SE và đôi loa Buchsel JBL LX300. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho anh em chiếc âm ly để cho anh em xem. Con này thì mặt phay nhôm màu trắng bạc. Chiếc tiền thì về với tình trạng là đẹp keng và nguyên zin. Và bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Và trước mắt thì em sẽ lia cho anh em một vòng tất cả các cái mặt phay nhôm màu xước. Đấy, trắng bạc màu xước nhá. Đây nó có cái đường lượn và tất cả các cái núm đây thì vẫn còn sáng bóng, chưa có một vết xước gì hết cả, còn rất đẹp. Đây 390SE. Đời này thì nó sản xuất những năm 2010. Đấy. Điện 100V. Công suất của nó là 150W. Đây là nút nguồn. Và có đây, ở đây là có cái mắt tín hiệu để mà có để có điều khiển. Cầu A, B, lau nớt. Đây, em sẽ test luôn cho anh em xem các cái chức năng luôn. Đây. Đấy, bật thì là khi tôi về ngàn năm trong năm. Đây bác này. Tưởng gặp mẹ tôi dưng dưng đứng đón con về. Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia. Đây là chép này. Không lời biệt ly cuối cùng chưa khi phân kỳ. Đấy. Tất cả các cái núm này vẫn còn sáng bóng này, mạ chrome này. Đây là ba lăng này, tách về. Đây volume tổng. Đây lau nớt để tạo cho cái âm thanh nổi và tiếng bass nó sẽ dày dặn hơn. Đấy, anh em xem. Khi cắt cái này thì các cái mạch âm sắc này sẽ không, khi mà ấn vào cái nút này thì cái mạch âm sắc kể cả ba lăng sẽ không điều khiển được nhá, anh em phải nhả ra. Đấy. Đây là Out Selector, cái này là những cái kênh để thu, và đây là CD Tuner AUX Phono. Đấy, đây là các cái ngõ vào, anh em nhìn này. Đấy, các cái cổng ngõ vào. Đấy. Để và tất cả các cái khung mặt đầy lưng đây thì cũng còn rất là đẹp. Đấy. Đây nó có hơi có bị hơi có vết lõm đây một tí do vận chuyển, nhưng mà không ảnh hưởng. Sơn riếc thì vẫn còn zin và đẹp. Đấy. Còn mặt thì là cực kỳ là rồi, mặt thì là đẹp xuất sắc rồi. Đây em sẽ chờ cho em ít phút, em sẽ mở cái nắp để cho anh em xem nội thất nhá. Vâng, đây em đã mở cho anh em xem. Thì cái dòng này thì nó đời nó cao và sản xuất nó cũng rất là mới. Và anh em nhìn thì qua những cái ruột kia thì nó vẫn còn mới cứng. Đầu tiên nó là cái nguồn này. Đấy, nguồn này thì nó hình vuông. Đấy, tất cả những cái nó lại nằm ngang đây. Những cái lá đồng thì lại nằm ở phía dưới. Nó khác với cả cái con 390 4 là mã hoặc AE. Đây cầu chì, tất cả đây là tỏa nhiệt và cái tụ nguồn. Phần này thì nó hơi khác biệt với cả sau với cả 390 AE là cái phần dề của nó lại nó nằm dựng đứng lên chứ nó không nằm ngang. Thế đâm ra là cái thân máy nó sẽ ngắn hơn so với cái dòng âm ly Đờ Nông đời trước. Tất cả các khung sườn thì vẫn còn sáng, chưa có hiện tượng gì hoen gì anh em nhé, chưa có hiện tượng gì hoen gì, còn rất đẹp. Và đây em sẽ quay ra đằng sau cho anh em xem. Đây. Đây, quay ra đằng sau. Và điều của con này thì nó cũng có cái nút dề ao ở đây, anh em có thể cắm súp
hoặc con này là có thể làm rể để cắm súp vào đấy, làm rể. Còn tất cả các cái cổng thì vẫn còn rất là sáng, lưng đi đằng sau thì vẫn còn rất là đẹp đấy. Đây, điện 100V, công suất của nó là 150W. Đấy, số seri của nó là 7326. Dòng này thì nó đời nó cao và nó đã chuyển cái nhà máy nó sang bên Nhật rồi, à bên Trung Quốc, và nó sản xuất từ tại bên Trung Quốc nhưng sẽ xuất về về Nhật nha anh em nhé. Nên là cái China này thì nó tất cả nó vẫn là tất cả các cái đảm bảo về các cái chức năng và hoạt động hoặc là linh kiện là đều là của Nhật sản xuất hết, tất cả đều do một tiêu chuẩn hết, nên là nó rất là đảm bảo. Vâng, em đang giao lưu với anh em chiếc âm ly này vì có cái giá là 3.600.000 đồng. 3.600.000 đồng, con này cũng còn rất là đẹp. Vâng, trở sang đôi loa JBL LX300. Dòng này là dòng loa Buxel. Loa thì loa bát 16,5, màng giấy, nón giấy và gân mút. Và con này thì đã được về thì dòng JBL thì thường thường nó cũng đã phải mủn hết rồi và đã được thay gân mới. Và giờ gân này thì vẫn còn là thay như zin luôn. Giờ anh em nhìn nó trông rất là còn đẹp. Và con này phải chơi 5-7 năm nữa thì mới lo phải thay gân. Cái khung đằng sau này, cái khung vành thì còn rất là sáng. Và trên này thì có con chép titan đặc trưng của hãng. Và nó có cái JBL đây, logo của nó đây. Hôm nay là dòng mà thùng bán lạ màu đen. Chiều cao thì con này là cao là 42, cao 42, ngang 24 và sâu 25. Sâu 25. Cái thùng còn rất là đẹp nhá. Và đây, sang con này đây cũng thế này. Đấy, anh em xem này. Dòng loa Buxel này thì tiếng của nó rất là hay. Giọng anh em thì có thể chơi được phòng 20-25 mét vuông đổ lại thì cũng rất là tốt. Và ở đây thì nó có hơi bị sứt một tí thì đã đỡ keo vào rồi. Nói chung là nó không bị ảnh hưởng gì hết cả. Và nhìn ở đằng sau đây. Đây, con này. Ở đây đằng sau thì nó có cái lỗ thông hơi. Và model là LX300. Cầu thì cầu loa bắp chuối. Anh em có thể cắm bắp chuối vào nhá. Đấy. Vuông thành sắc cạnh và bên này. Vâng. LX300 chở khám của nó 4 ôm. Con này là sản xuất tại Đan Mạch. Đấy, cầu loa bắp chuối đây. Đấy, đây là lỗ thông hơi đằng sau. Đôi này thì em đang giao lưu với anh em là mới có cái giá là 3.300.000 đồng. Anh em có thể combo được cả cái bộ này thì tiếng của nó để mà nghe nhạc thì cũng rất là hay, nghe gia đình. Và bây giờ em sẽ test cho anh em xem cái bộ này nhá. Đây. Một lần thôi mất nhau để rồi oan trách nhau, tay buông lơi tình mình, chân không theo tình mình, chẳng giữ được nhau cho môi khô nụ cười, quên tiếng hát yêu người, cho đôi mắt tôi hờn rời để lệ quên mất câu thề. Đêm sâu mái tóc em dài buông xuôi xuôi theo dòng đời, mà đời dài như tiếng kinh cầu còn sâu mang đến cho nhau.
Vâng, xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi, và em đã review cho anh em nội thất và chiếc âm ly đờ nông và đôi loa. Vâng, anh em nào mà đang quan tâm đến cái sản phẩm của em thì cũng alo và hoặc là vào số Zalo, em sẽ gửi những ảnh chi tiết. Và anh em đang xem cái kênh của em thì cũng cho em xin một like và nhấn nút đăng ký, và cũng bình luận giúp cho em để đóng góp cho em những cái ý kiến để em nâng cao ngày càng chất lượng, càng ngày càng tốt hơn. Vừa rồi thì em cũng đã báo giá cho anh em cái sản phẩm này rồi. Anh em nào mà quan tâm thì cũng alo cho em nhé. Vâng, xin cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi.